Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì là đây là một cái video nó cũng mang tính chất gọi là nó chỉ là vui vẻ thôi. Thì lâu lâu tôi phải làm để cho nó vui nha các bạn. Chứ bây giờ tôi cũng không biết phải nói làm sao. Ví dụ như tôi có làm cái gì thì thôi mấy anh YouTube đừng có đập gậy đập đồ em nha nha anh YouTube. Thì hồi sáng mình vô nhà con mi cá mình cho thì mình mới thấy mi cá mây đồ thì mình mới nhảy đầu mình nhảy số ra một cái ý tưởng nha các bạn. Đây, mi cá mình đang đi cái lòn cái đường sau nè. Mấy cái đường dây gì vậy trời, sợ luôn. Thì hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì từ nãy giờ là mình đi ra ngoài chợ, nhưng mà bây giờ là trưa quá rồi, nó thành ra là người ta dẹp nghỉ hết, người ta không có làm á. Nên thôi bây giờ cái đây chắc mình phải gì nhờ vợ mình nó làm chứ giờ. Khánh ơi, nhờ em chút đi. Bây giờ em cắt cái dây thun này ra làm đôi rồi em đạp lại cho anh cái. Chứ vậy? Thì nhờ làm ý. Đây, nhà mình, vợ mình nó biết may vé luôn nha các bạn. Chứ không có nói chứ cũng không thực hiện được cái clip đây. Thì mình cũng sẽ không nói gì hết, để các bạn theo dõi video coi cho nó cảm xúc, cho nó kích thích. Thì đây, thì sẵn mình chờ vợ mình làm cái sản phẩm ra để mình làm. Thì mình cũng sẽ nói sơ. Thì cái ngày hôm qua mình kêu gọi các bạn làm bánh chưng, nấu bánh chưng cuối năm các bạn. Thì là mình chỉ nói thôi, thì đỡ cho các bạn thông báo cho các bạn biết để có thời gian để anh em mình ít nhiều gì mỗi người một ít á, cho mình thông báo cận ngày quá thì có thể là mọi người cũng chưa coi video và cũng ví dụ như là nói chung là nên báo sớm. Nói chung ý định của mình là vậy mà thôi. Cái chuyện đó thì chắc cũng phải qua Noel thì anh em mới làm, nhưng mà thôi cái chuyện đó gác qua sau. Thì mình điều thứ hai mình muốn nói thì cũng cảm ơn cái nhãn hàng thì cũng đã quan tâm đến anh em tụi mình. Thì cũng có vài cái thương hiệu của thời trang các bạn thể thao thì có gửi một số sản phẩm cho anh em mình để anh em mình review. Thì cũng có một chút kinh phí thì mình làm cái gì thì các bạn cứ đón xem nha. Cắt đôi ra xong gặp sao, gặp mặt nào? Thì em cứ đạp đưa cái mặt trắng ra ngoài vậy đúng không? Không, cắt đôi ra, cắt làm đôi ra rồi đạp nó nối lại thành một cái vòng tròn khác, hiểu không? Hiểu. Cắt làm đôi ra nè, cái này nè, cái này cái đường may của nó nè. Rồi giờ ấy mình muốn làm sao? Cảm ơn nha. Xong rồi nha các bạn. Thì giờ thì bây giờ thì mình sẽ đi thực hiện. Thì bây giờ là mình sẽ di chuyển qua bên quán cà phê như đã hẹn nha các bạn. Mình đã thông báo cho anh Trung Bèo dưới lại. Đó rồi, mình mới nhắn tin rồi. Nãy giờ mình mới 5 phút rồi đã có mặt rồi. Ok. Đó, tác phong làm việc là nó phải như vậy. Quá tuyệt vời. Sắp đến Tết rồi. Mình phải cố gắng mình làm việc đó, mình còn có nút bạc nút đồ chưa? Đây, thấy gì chưa? Đúng rồi, mình bữa tôi mày sao mày lại đây, mày khui ở nhà mày khui vậy? Tôi còn phải coi, tôi nhận hàng tôi phải coi trước như thế nào chứ. Nhưng mà khoan mày... Thì hôm nay nha các bạn, thì là cái câu chuyện mà phát lương là mình cũng đã hành hạ hai anh em nó quá đau khổ rồi. Nên thôi bây giờ tôi á, tôi đã rút kinh nghiệm rồi.
Nói chung là fan người ta cũng ý kiến nói là làm gì làm, tiền tháng có mấy trăm đồng đâu mà làm vậy, anh em nó cũng vất vả cũng buồn. Đó, tôi thì tôi đã biết lỗi sai của tôi đâu, thôi tôi cũng xin lỗi hai anh sao, em. Sao đây, giờ là tôi nói chuyện là từ từ để tôi nói hết. Không biết tiền gì mà cứ đưa tay. Thì cái tiền này á là bây giờ là tôi nhận cái sản phẩm quảng cáo đây review. Đó, thì bây giờ đó tôi đưa trước cho anh em luôn, làm xong rồi tôi gửi cái bản demo ra là người ta chuyển khoản. Ờ đúng rồi, ai yếu không giật. Mấy mớ của tao không giật gì. Đù cái đầu gơ nè. Đù mày cái gì vậy, cái này gơ hả? Mà lấy quảng cáo nữa. Quảng cáo đưa tao cái quảng cáo. Tự nhiên tiền của thằng Rìu, ông với nó thì ông đi giật 100 ngàn của nó, ông cũng tầm bậy. Nhận tổng quảng cáo nhiêu mà đưa cái 4 sợi dây. Hử? Tổng quảng cáo là 2 triệu. Đó, được chưa? Cáo nhận 2 triệu mày kênh trên kênh rác sao 2 triệu. Ủa chứ sản phẩm này có 5 ngàn mà giờ ông nói đòi nhiều cỡ chứ bào. Kênh mình tao lúc phải nhận sản phẩm 5 ngàn nữa mày. Còn hơn không cái có tiền. Cái gì? Thì đây, hai bạn coi đây, đây là sản phẩm thể thao Big Carbon. Biết không? Biết cái môn đó không? Big Carbon là quýnh bóng bàn ấy. À, nó giống vậy á. Ngầu xuống đàng hoàng, tôi quay hình cho nó đẹp chứ. Mày yêu môn sao cứu gì mày? Cái cống sình chỗ đây nè. Đấy, coi thử ơi, gói quèo đẹp cơ á. Cái đây là gì vậy? Thì cái đây là sản phẩm Noel, thì nhân dịp chuẩn bị gần tới Noel nè. Đúng rồi. Chết đôi ít là sức khỏe là vàng. Đục đẹp tiếng Anh giỏi này. Bôi này banh như cái giọt đâu. Sức khỏe là vàng, à cái banh như cái giọt đâu. Đây là đồ thể thao, còn vợt là nó bên công ty khác mà. Cái này đó làm cái gì? Mình đeo cái băng rô á. Dán tóc. Đúng. Như vụ tóc lè phè này, ông đeo vô cũng cho được này. Tóc lè phè đeo vô đi vô thôi được không? Nhưng kiểu thằng 5 sợi với 3 tụi bay. Có nghĩa là người ta đặt cọc trước. Không? Người ta đặt cọc có 5 sợi mà tôi 1 sợi, ông 2 người 2 sợi. Không phải. Cái đây muốn đeo đâu đeo à ông? Đeo tự nhiên cái đây cái băng ron mà kia mà đeo được ơi. Nhưng mà người ta mong muốn mình làm ở đâu? Đây đeo quán tây này. Không, là vậy nè. Cái sản phẩm đây nó giá trị là 5.000 đồng được chưa? Ừ. Là người ta đỡ cho mình, nhưng mà cái bán giá thật ra là 450 tùy mình luôn. Mình nhận gì mình bán cho người thân, người quen mình hay mình đăng lên trên mạng mình bán cũng được. Nhưng mà cái giá gốc nó chỉ 5.000 thôi. Còn cái đây? Cái này là sản phẩm đi kèm để cho Noel nó đeo vô trong cổ á bạn. Với lại khẩu trang đồ vẫn được. Bạn trùm vô ơi, bạn trùm vô tới rồi kéo lên trên mùi á. Hiểu không? Sao à, khăn tròn kết hợp với lại là khẩu trang. Nén trong khẩu trang. À không, không, cái là máy tình người quýnh biết bao nhiêu điều. Ông o lại, ông ta biết ông đeo quá đây nè. Này nè, chất đu ít là chất nghĩa là hoàng nè. Chất đu ít là gì vậy? Thì tiếng Anh á, chất đu ít là sức khỏe là vàng á. À đúng. Là cái đây là đeo băng đô đúng không? Băng đô. Có thằng tóc dài vậy nào? Đúng rồi. Thì tóc rìu này nói với mình chơi thôi, nó lè phè, đục cái đẹp dữ vậy. Đẹp á. Đù ngỡ nha, ngỡ. Đấy, thấy rồi, re dân thể thao liền. Reo. Đẹp dữ vậy. Là mình phải trồng ở đây vô nữa. Ừ, đó là mình bịt lên trên mũi vẫn được. Đó. Nhưng mà cái màu này nó hơi sớm. Cái màu này màu cái không phải là màu, cái màu này là sao cái... có mùi ngừ rồi. Mùi ngừ đó mày, mùi ngừ. Có mùi ngừ ở đây. Nãy chắc tôi đeo thử á. Nãy tôi đeo. Mày đeo đâu ê? À tôi đeo thử á. Mùi ngừ. Đúng á. Mẹ cái mùi nữ nha, phải mùi nam nha. Mùi nước hoa nữ. Tôi xài nước hoa nữ mà. À. Giờ tôi thích mùi nước hoa nữ á. Đồ. Mẹ ha. Dân thể thao liền. Đẹp nha. Không, đẹp á, đẹp á. Sức khỏe là hoàng nè. Đúng. Đẹp vãi luôn mày ơi. Thì đạp rau. Tao soi gương nữa, trời thiệt á. Không mà tôi không ngờ, chính là bên nhãn hàng người ta nhìn ra được á. Wow, nó đẹp. À, Big Carbon. À, đã, mua vàng. Mua vàng. Anh hẹn em ký cặp bom, ta phần nhau ký cặp bom. Tay vượt bên dưới hông anh, anh để em gọi anh rằng ta chỉ chơi ký cặp bom. Còn em vượt mức ký cặp bom, đừng vượt anh ký bánh hai hàng lâu từ thấp đến trên cao. Ta chỉ gặp. À, thì. Thì em đó thì tụi em cũng làm một cái anh, review anh, nhẹ như vậy. Anh thấy vừa làm thì anh cứ cho em cái đánh giá nha. Anh giám đốc tên gì? Anh Mason Nguyễn. À thì anh Mason nha, cái đây sản phẩm đây là cái giá thành nó rẻ nè. Mẹ nó ấm coi này. Trời kìa, mang cho mày nóng luôn rồi không? Không, mình đừng không cần nói tới giá thành luôn, hiểu không? Cái giá thành là nãy tôi nói cho anh em đâu. Còn cái đây là người ta chỉ yêu cầu mình là review sản phẩm mới của bên công ty người ta đâu. Hiểu không? Còn giá kẻ là bên đội phòng mấy cái tin người ta làm. Mà cái đây chắc handmade nè, làm hơi thủ công chút. À, handmade mà. Cái này nó căng quá. Ông đậu quay lại tôi. À. Đậu.
chắc cái size này chắc đổi. Không đúng rồi, chất đuôi ít đây là sức khỏe là vàng là đúng rồi hả? Hai cái đây một quá. Hai cái đây hai giờ đây một giờ cái thằng hai giờ sao cứng quá. Mày giỏi quá Rìu, quá thảo thiệt. Sao thằng Rìu nó giỏi thiệt cả tôi sợ nó luôn. Ai đúng cái đồ của đồ em nha. Đây một giờ cái tao có tiền được. Rồi đó. Được, đồng review đây. Thì chất đuôi ít. Mãi cái từ mà cái từ mà là chưa thấy điều. Đúng rồi, sẽ đưa cho cái này ngồi chứ. Đúng này, thằng Rìu làm đúng này. Ừ. Đứng đi sao đứng nhìn vô cái lê dài đột mẹ ai sao đông người ta đưa ta đâu biết mày không ai. Đấy sao thằng đây thấy cái khó khăn dữ vậy cái đây một giây này cái này nó độ thành hai giây á thì đúng rồi nó là một giây chuyền sản xuất phiếu nhưng mà đợ... thì đúng rồi nó là một giây chuyền sản xuất phiếu nhưng mà đợi đợi tôi lấy cái size XL cho bạn giờ đâu bạn to cái này tao sợ một giây dài này cái này nó nấu là nó độ thành hai không phải do là tôi do là nhiều khi mặc tôi mặc trang căng mà nhiều khi cái dây này dây size M mày mặc cái size ý là cái dây đậu với mấy mày quên lộn xin lỗi anh Mason nha đó thì bây giờ này tới cái đoạn mình mặc không mà hai người để mặc tôi thấy nó hộp dễ mang luôn nha chắc hả đó tôi quảng bàn những nhìn ghiêu phải biết bò phải đeo đó đây nè đây nè quảng cáo sao đây nè mấy bạn fan trung trâu thấy không đó anh em nào mà hay là chị em nào mà đang cho cái môn pick up one thì là cứ mua này ha mà mặc bộ đồ thể thao nó là quá tuyệt vời luôn mẹ biết sao không? Là cái công ty này nó chuyên sản xuất ra cái băng đô với lại là cái khẩu trang kết hợp che cổ mùa Giáng sinh nè đó rồi á giờ là thấy là cái combo là anh em đẹp rồi giờ bây giờ anh em nói chỉ cần mà nói sâu về cái sản phẩm nó đeo nó rất là thoải mái các bạn và mùi nó rất là thơm cái đây nha các bạn nếu Rìu đừng nói trong tao đấy ông anh trong máu mà trong mày đừng có nói mùi người mùi đồ sao hiểu không anh mày có người dùng đâu mẹ máu anh tao dùng ở xì cháu biết ho đồ dùng đeo xì mà nói chung là cái biết bo này là phải cần có cái đai đeo đây là mới làm biết công dụng nó làm gì là đỡ tránh tóc này mùi hâu cháo mình ở đây là đốt vô đây hết má thiệt thành bạn tụi này sao nó tuyệt vời đúng không đeo á cái nơi tránh lại là dùng mùi hâu rồi té là đúng đeo ra nè lâu nè đúng ta đã tiền lúc mà mình đánh giờ thể thao tụi tôi là trắng tóc lên đúng rồi cho nó chạy xuống mắt sao được đúng không cái loại đây á là nó hút mùa hầu rồi hết đây đúng trời đeo đẹp ta tao đeo xong có mồm à thành Rìu đeo đẹp nè tao chân thể thao mà bạn chân thể thao ấy mày ngày xưa bạn cho sao được chưa xưa cũng dở rồi mà đúng rồi bây giờ bạn muốn lại bài dở đó y xì không dở dở được dịp khác đây đây quảng cáo mà muốn dở vậy rồi quăng quýt quăng thì bạn thâu nhẹ thâu nhé tay đâu đồ mấy cái này quá quá được quá tuyệt vời rồi bây giờ ngồi cho hai nước đây em ơi quảng cáo mà hai chai nutty rồi hai chai nutty em ơi thì mình cũng sắp ra các bạn một sản phẩm rẻ như vậy mà nó công dụng của nó đen anh quá 5 ngàn ai mình gì 5 ngàn nói giá chứ đây mọi người muốn không mua, thì liên hệ với tụi mình có nghĩa là 5 ngàn nếu như là công ty nó đỡ lại nếu như anh em mình muốn bán anh mình bán 30-40 thì tùy mình hiểu không còn mình không có nói giá kẻ vậy đó anh em muốn mua thì liên hệ trực tiếp với tụi mình trung đâu các bạn cái sản phẩm này giá rất mềm luôn không những dành cho những các bạn biết bon mà dành cho vua bon bon là cái gì cầu lông cầu giọt rồi cái gì cũng được nói tiếng anh cho nó xem nha bon chứ vua bon này là vua bon là cái gì ai thích mua đậu cũng được không liên đậu cũng được không tao sợ không liên động được đâu mất bây giờ mày ngồi mày đậu vẫn đẹp bình thường nhưng mà đậu đi uống cà phê bình thường chứ thì anh em của mình rất là tự hào khi mà anh em được phát động cái phong trào mà giúp cho người nghèo á cái đây là người ta nghe xong người ta ái cho mình đúng không nè tôi vẫn còn thiếu một chút tôi thấy là hai anh em kiểu là chưa cái review kiểu là nó phải nói là khi mà mồ hôi hay là mình mùa hè mà bị sổ muối rồi là mình có thể dùng cái khăn này mình lau đồ vẫn ok nó rất là tiện dụng đó bịt lại lần nữa để cho nó đẹp tôi chụp một tấm hình đỡ đúng rồi quên may mà mình đây đúng rồi hai anh em đeo chịu khó đeo băng ron lên chút đi đấy ý là mình đang thể hiện mình là dân thể thao chút chứ tự nhiên sao lại mình đỡ cái kiểu là đúng rồi rồi này bây giờ mình sẽ nói về sản phẩm chốt hẹn một lần nữa đâu? Thì nói lại một lần nữa thì đó đâu nói chung là mày hiểu mày nói đi nói chung sản phẩm dùng là biết bao này nói chung là giá kèm nó cũng tê tanh hợp lợi các bạn
Nói chung anh em nào mà chơi môn thể thao đây thì liên hệ anh em mình. Cái đai để dùng để thấm hút mùa hâu này, còn cái đai dạng như mình leo đâu nè. Đó. Cho nó mát mẻ, nó sạch sẽ. À đó. Rồi. Các nhãn hàng mà muốn liên hệ anh em mình quảng cáo. Nói lại nhãn hàng. À, các cái nhãn hàng á mà muốn liên hệ anh em mình quảng cáo á, thì đối với mình á, anh em mình sẽ lấy giá cực kỳ rẻ, sốc. Và anh em mình quảng cáo tận tâm thì theo mình là cái sản phẩm đây nha. Mình cũng chưa giờ được tiếp cận nhưng mà theo như lời điều là nó rất tốt. Kiểu gì? Đạp không đi vậy? Này này nó bung hết này. Chỉ nó bung này này. Đỡ tôi. Này mày coi hai bên đường chỉ này. Đỡ tôi giải thích. Không lẽ tao thấy đâu cái chỗ đây này. Không, cái trái đeo này nó bị bung rỗng. Đỡ tôi giải thích cho bạn nghe. Đây là bản mình quảng cáo. Không, đây là một cái đây nghe nè. Đây là một cái sản phẩm dành cho dành cho đây là sản phẩm dành cho người thu nhập thấp nhưng mà vẫn thích cao thở thao. À cái 5.000 hiểu chưa? Mày làm như cái đây 5 sợi hay sao vậy? Cậu khờ kiếm cái ra luôn trời. Cái đây một mèo. Đồ mày quảng cáo lên trên tư nó mua một tư. Quả cho bây giờ tự nhiên mày bán mơ 10.000, 15.000 vẫn có người mua với tự nhiên giải tiền nào của nấy với mày. Hai bè lai vậy. Mà người nghèo cái cháu biết carbon mấy. Quả cho. Ê. Đồ mày mua cái giọng của cái đây không phải là người nghèo mà người ta làm xướng mây, người ta làm công nhân là người ta cũng cần phải thấm hút mồ hôi trên trán. Tôi nói á, tôi nghĩ cái đây nha là nó rất nhiều, rất tiện dụng cho mọi người, mọi lứa tuổi luôn. Đây ví dụ như học sinh sinh viên mới đứa cấp 1, cấp 2 tiền đâu nó mua. Tao gỡ y như là trà trâu ấy. Cái đây nhiều quê. Chết đuối là sức khỏe là quan. Nhưng mà mày cắn 2 sợi rồi tự nhiên mày đen ngươi chi vậy? Dạ, xem chưa? Bây giờ sao nữa? Đem về tận nhà anh ta. À, tới tôi đem tận nhà. Cũng cái chí mà nó bung rung mà. Thằng rìu sao nó quảng cáo. Bây giờ dài, tao sẽ giờ tao với mày đi ra nhà mày, mày đeo cho vợ mày. Vợ mày nó nấu ăn nó uống rồi mồ hôi mồ kê rồi á. Rồi tôi quay nhà ông, tôi quay cái cảnh ông tặng cho vợ ông, đeo lên trên đầu. Cũng hay á. Phải không? Rồi ví dụ như nó có chảy mồ hôi đồ đây này mà mình lau, phải không? Nó tiện chứ không lý đang nấu ăn hay là đang làm gì đó đi chạy đi không. Đi lấy cái khăn nè. Đúng không? Thì sản phẩm này vẫn dùng cho các bà nội trợ nha. Đó, đúng chính xác. Vô trọng tâm rồi đấy. Có nghĩa là hồi nãy mình nghe người ta nói là giống như mình nghĩ là nó dùng cho toàn mọi người luôn. Ai dùng cũng được. Không, cái này mình chạy mua dùng gì làm gì cũng được hết. Thậm chí bị chạy ăn bánh vô. Đừng. À quên, thậm chí bị thương bánh vô một cái là nít dịch luôn. Được không? Được. Quảng cáo cắt tâm đấy mà sao mày cứ suy nghĩ gì hả mày? Nói là nó chạy cái đầu nó máu nào không thông. Vậy lấy ra. Nó cứng quá. Kêu đây gọi cái sai đấy, sai này giúp mày. Cái đây giúp một giây, cái này thành hai giây quá. Kêu sai gọi sai ít lời đi. Cái đây giúp tốn kém một giây, đây giúp này giây giây trung một giây, cái này thành hai giây. Cái dây chiều mày không? Nó dài phải 1000 mét cho nó cắt đầu đuôi mấy khâu nó khâu bực. Ấy mà nãy giờ anh em không nghe cái mùi hả? Tôi nãy giờ tôi vẫn cảm giác cái mùi. Cái mùi ngừ. Cái mùi ngừ đúng không? Đây cái mùi ngừ mẹ, đây mùi đàn ông này. Cái quỷ đây nghe mùi nữ rõ hơn. Mùi nữ, còn cái đây là mùi đàn ông. Là mày đưa cái đây vợ mày nó thử sao vậy? Đây tôi trang cho vợ tôi nó thử đeo thử đẹp không? Nữ đeo đẹp không? Sao này nó nói là đem nó xài nó hoa nữ nó thử nó chằm vô giờ kêu vợ. Mấy giờ mày hoàn chữ mày. Thôi đi về xem chưa? Rồi xong rồi hả? Con. Thôi đi về hả? Giải được rồi hả? Sao? Cả nó. Đâu? Để tiền cái hai sợi rồi sao? Thôi đi về. Thì bây giờ để tôi gỡ. Chia tiền chứ. Tôi gỡ qua ông đồng ý rồi bắt đầu ông muốn chuyển tiền về cho khi nào mình đăng video lên đó chứ. Thôi bây giờ đeo lại một lần để tôi quay kiểu mà tôi quay slow motion cho mấy anh em một lần nữa là rồi xong đi về được chưa? Để tôi slow motion lại cho hai anh em một lần nữa là rồi xong này. 2, 3 vô nè. Gì vậy? Gì em đang quay mà anh Huy. Ý là em đang này, cái ngày mày vậy? Chó chứ mèo không đủ. Mày mấy này đủ mấy là cắn quần nhá không? Suốt ngày thằng nào tưởng là cắn sao? Mà sao tự nhiên cái đây mà anh cho anh quay ngoài đường nó kỳ, anh tức mình gì? Tự ai đâu? Mày em chó chứ mèo nó cắn suốt nhà anh chó mèo. Nuôi nó không? Sao anh nói vậy? Chó, nhưng... chó thiệt chứ đập chè hết quá. Ủa chứ anh biết chó hay người mà tự nhiên anh đi nói lẽ anh chửi dữ vậy? Chó nuôi nhà nó cắn cái ai người nào cắn cái già đó em? Còn hai điên mang cái hai cái gì đầu vậy? Ai vậy? Một người. Ông chưa mặc một gì, mày mơ mà mày chơi cao. Vậy? Là cái quần nó nghiêng càng vậy hay là sao? Đủ nó có cái viền trên không trên nó cắn cách rồi hả?
trường. Kevin. Ủa? Kevin không thầy nào này. Em không quen mày. Đồ mẹ đất của cô. Mẹ sao? Trời, anh ơi vôi, anh ơi vôi, anh ơi vôi. Thấy hàng kia nó cũng không tụi em nhờ anh ấy là mình đang review mà tự nhiên anh bây giờ này hai anh em. Sao ấy là đeo gì? Anh thấy anh đeo hai đầu đi đeo viền dúng đồ điên được cùng với ông. Anh thấy anh đeo hai đầu đi đeo viền dúng đồ điên được cùng với ông. Cô quá quá nha. Trời ơi. Sao? Cô quảng cáo ông đeo đèn cấp đó. Ông biết bên đây tao biết bà bon không? Đồ mày biết bà bon nó đeo đây nè. Biết bà bon. Biết bà bon làm như kẹo mày. Ông anh biết. Biết bà bon. Biết bà bon. Rồi đây nè, rồi đưa tôi xô lô. Hai mày anh nuôi chó sao mà lại kiếm tiền đi anh chứng mà nhảy, nó không 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 chứ trên đầu nhiều người trồng mấy cái ông đấu được bình thường. Thì ở sau nhà ông có một con chó chắc ông phò rớt xuống rồi cắn tè tao vậy chứ ai người nào mà cắn vậy? Đúng không? Rồi nè, hai anh em đeo lên tôi quay ra quay vô vài cái nữa rồi là xong. Đi gì à? Nhanh đi 12 giờ trưa rồi anh em ơi. Anh em coi này 12 giờ 5 phút rồi mà tự nhiên vậy? Đụng cái mèo nó trông mày. Cái gì vậy? Ê, cái dài nó trùng vào đây nè. Trùng đâu? Ây xây luôn à. Dài ơi xây luôn à. Ê, hai cái đó là một. Là hai cái đây là. Ê. Tự nhiên sản phẩm của công ty người ta mà hai anh em làm gì vậy? Ừ, tiền cũng nhận rồi mà tự nhiên làm trời vậy? Không, cái sao nó giờ công thiệt, nó chết quá. Nhưng mà cái màu nó trùng. Màu trùng lùng luôn rồi. Mệt quá thì bây giờ cái thung thì bây giờ nó phải trùng giữa nhau chứ. Mẹ ông kêu mất cái viền viền gì đi thôi. Tao xem nấu. Cái sản phẩm này thiệt hả? Nó chắc giấy mà. Mày điên hay sao mà không thấy cái rìu? Cái đồ cũng trùng rồi chứ mày. Trùng rồi chứ. Trùng lùng luôn á chứ. Trùng lùng luôn á chứ. Nhưng mà sao là chết đuối sức khí là vàng ta? Nhảy. Mày điên quá. Chẳng lẽ người ta gia công không sợ giờ bên mày không ạ? À sao tôi thấy cũng giống ta. Chết đuối. Không có, tụi anh đang review đi vô em. Ê, cái đây không xì không? Trời ơi, xì cũng hơi kiếm sáng giờ. Trời ơi, xì cũng hơi kiếm sáng giờ. Sao vậy? Không, cái da đây này. Đi trong xì quạt lùng lùng xì quạt mà ăn kiếm sáng nhiều luôn á. Đi trong xì quạt lùng lùng xì quạt mà ăn kiếm sáng nhiều luôn á. Ôi, nghe qua như sét đánh vào tai. Tâm tư như ai sẽ nát ta. Điên hay sao vậy? Trời ơi, cái thun thì... Cái thun thì người ta mua. Tôi nói cái bán con xì nó xì không này thích chưa? À sao nó giống như ta? Con xì mà. Tôi không hiểu. Trời ơi. Quay. Quay. Bụng bảo mà kiếm tự nhiên. Quay quay quay. Gì vậy? Thôi quá. Xe xe. Mệt quá, sản phẩm giống sản phẩm thôi ông ơi. Nhi ơi. Sao vậy? Cái vườn thì kiếm sáng giờ luôn. Ông bị khùng thì sao vậy? Bị gì vậy? Ông đang tưởng tượng hay sao? Đừng có tưởng tượng. Dù tao bán sáng mà vườn thì dơ quá, ghê quá. Nhưng mà sáng giờ anh tháo camera anh tháo anh đèn đầu đúng không? Ai đeo? Camera cái này. Camera đâu sao sao mày? Camera đâu camera mày? Camera thì cầm tháo anh đứng đeo một người. Camera đâu? Ai đeo? Đó. À camera kia. Đó, anh đeo với ai? Chết. Ủa mày nhưng mà mình sản phẩm của Big Carbon mà. Big Carbon đã lên màu hồng. Mà kêu ông anh mày cũng có. Anh này cũng đeo mà mày bị gì rìu khủng quá. Sao mày kêu giết đấy có nghĩa là vàng. Giết vô vô thôi em lại gì. Carbon người ta là cái miếng thuốc hút hôi ta. Hút hôi mẹ gì đây đâu. Nó thun quần mày. Giết đâu giết là sức khỏe đâu mày. Mày không biết gì hết. Đi vô mẹ nó thun quần vậy thun quần đó, khủng không, sao vậy. Ông ấy giờ đầu nãy giờ kìa không giờ. Chết rồi. Chứ gì vậy. Tôi đã nói là sản phẩm quảng cáo tiền tôi đưa trầu mà bị điên hay sao vậy. Điền tiền đưa chưa? Rồi. Đưa chưa? Đưa chưa? Thì có gì đâu. Câu nói mày sản phẩm này. Sản phẩm là sản phẩm hàng rẻ. Mình cao đâu trả lại. Bỏ clip này. Sao bỏ được không? Mày đưa tao cũng nhận đâu. Ê, tao đền hợp đồng người ta nha. Tao đền hợp đồng người ta nha. Đền hợp đồng người ta nha. Đền hợp đồng người ta nha. Làm phải có trách nhiệm chút đi. Đừng có làm cái kiểu đó. Gì à? Không làm. Xóa bài. Đậu má tụi bay đứa nào cách kêu quân tao vậy? Đậu má tụi bay đứa nào cách kêu quân tao vậy? Cảnh này thật quen thuộc.
Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi? Ê, cái con quý kia sẽ đừng có chửi phải không Long? Tao biết, cứ người ta tự nhiên cái thơ kia chạy vô, tụi mày kêu nó nấy cái ngu nha. Mày ơi mày, nè, cái bồn xì không hay kiếm sáng giờ này đúng không mày? Nè, đấy. Thì cũng đi đó. Chúng mình cầm mua đông huy mà sao vậy? Chó cắn gì vậy? Tôi tưởng chó cắn ăn kiếm sáng giờ, tôi phải hai ông ra chào ông đầu kìa. Đầu kia lên này nè. Ai đầu cái gì đầu? Lên trong quần này nè. Đầu đầu là kia là biết cái bồn. Biết cái bồn đó. Cái bồn xì mà không có đầu. Cái gì vậy? Ủa sao dúng dúng đeo cổ vô vậy? Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Đồng mẹ đều đem đầu đáng ăn khá đâu, nhà chồng không luôn không? Quên đồ hư. Tụi mày nói mùng 1 mày như vậy đi. Trời ơi, tao báo mua 300 ngàn. Mày nghĩ sao vậy, cái hình dạng của tao vậy? Đồng mẹ đều đem nói có buồn người đâu. Mày tao kìa, cái này giờ còn cái này. Mày à. Tự nhiên đi vô nhà tao nói cái quần ta chi? Bên kia đâu phải tôi đâu, tụi đâu biết. Cái đầu má tụi bay, tao nói thiệt tụi bay nghĩ mày giỡn hay sao vậy? Cái quần của tao như này hai mày lái ra đùa giỡn. Chữ bên kia, chữ bên kia. Cái quần tao ấy. Cái quần của xì của chồng tao vậy, mày lấy bị đậu trong đầu, bị bịt trong miệng, thôi mà không? Đấy là thơm không? Cái quần tao mày chờ bố tóc cho mày cái quần tao là thơm mát. Mày quần mày quần cái gì giờ, giờ cái quần, cái gì ống vậy? Quần quần Thầy nghĩ đi mày. Bút ca. Thầy tao lôi đào đi. Thầu mệt quá con tròn mà tôi. Tôi tròn, không cái quần này là quần mày mày cái quần xì. Không quần mớ, hứa thiệt. Tôi chỉ nhờ. Quần mớ vậy? Tôi chỉ nhờ anh Huy nói vậy thôi. Chứ cái quần mớ mà nó tan cầu lan xe cà băng vậy mà. Cái quần mớ mà nó tan cầu lan xe cà băng vậy mà. Quần mớ. Hả? Con tròn mày không sợ vậy? Không có. Không phải tôi cắt, tôi cắt, tôi hứa với anh em tôi nói thiệt, tôi cắt các bạn, tôi cắt. Cái chai sao còn cái quần này lung mấy hả? Vậy là mục quá rồi, tôi thấy kêu ra mà. Thì ông bỏ trên kho đồ cũ, tôi lấy xuống tôi làm chứ. Nhưng mà xin cho mà thâu hai anh em đừng buồn nữa nha. Đây nè, thâu tiền này tôi gửi cho anh em được chưa? Đây nè, đấy. Tôi gọi cho anh em, tao cỡ. Giờ mình kinh tròn mà giờ sao? Tao đừng buồn nữa. Chứ sợ gì vậy? Ê, đậu quần mà có tiền tôi cũng ráng tôi đậu á. Bây giờ thôi ông cậu quần ông ra, ông cắt đây rồi ông đưa tôi đậu. Đúng không? Có gì đâu, quần anh em mình hết mà. Vậy chứ mà nhớ hồi xưa tao với mày ăn nhậu ở trọ đó rồi mặc quần xì chung sao? Ông anh tao cũng có thấm mồ hôi. Rồi nói như đúng rầu. Đây trên trang là thấm, còn dưới đây là lâu. Mày biết mà sao biết mà nói biết có gì mẹ mày tao thì mày yếu như ngủ ngủ chứ bé em luôn đè mày tao tin là tin những từ của mỏ mày hả? Ủa mẹ bà mẹ ê Trung, tôi hỏi ông cái đây nhá. Ủa mày chất đu ít là gì vậy? Sức khỏe là vàng đó, thì tao bị đánh lừa bởi cái tiếng Anh sức khỏe là vàng đó. Ủa chất đu ít là sức khỏe là vàng hả ta? Đừng. Đây tiền kênh lấy máy đi, lấy máy này, lấy đi. Đây thôi tao gọi anh Riêu lại. Nghe trời ngu. Cái đó là đồ sạch đúng không? Thì đâu có biết. Em biết được. Mày cũng có nghe à? Anh nói là thấy quần rách rồi. Rách che mày với quần giải kiểu rách mày. Quần nghiêng lành bất kén thông phức rách. Mé nó mình tức. Mình gọi cho thằng tên đó. Nó kêu là thằng Rìu là à tao kìa. Đây. Ý là cái video đâu mày không biết gì hết đúng không? Không. Thiệt không? Thiệt. Sao không? Đồ mấy người nghe mày đồ lắm nè. Ôm, đang con dục rồi mâm con dậy. Anh trao mình trao lại với sọ nha. Ê, bây giờ mày trả lời cho tao một câu rõ ràng. Thì sao anh ơi? Là cái video đây là phái thằng Rìu nó dừng tên bày trò không? Đúng rồi.
thiệt đúng không? Tên nó nói rồi, thằng tên nó gọi tao nó chưa là thằng rìu bày trò ra rầu cho mày 50 anh cứu quyền trả thù tiền phan gạo gì à rầu cho tao đúng không? Đúng rồi thầy giải cứu quyền trả thù quyền rìu thì mang trả thù về trả thù không lại ông biết hết rìu biết hết phần đang răng nó đang diễn kịch làng rìu nó dễ bổ ngầu nó chịu trận với tao đúng luôn đúng rồi rồi là nó lụm tiền phan là phan cho nó rồi là nó chấp nhận là nó bị với tao rồi nó cho luôn đúng rồi vì tiền hả mày xác nhận chứ nữa đúng rồi tiên nói mà thằng tiên nó gọi tao nó nói là phải trao lại phải trao lại rìu với đoạn một với đều lần phải chết mày phải chết má mình tức ra mình phải reo que mấy thằng các bạn má nó cho trên đều anh cố mình vậy mà nó cũng ngu nó lụm tiền xong rồi nó chấp nhận nó bị cho vậy cái rồi bây giờ đó rõ má mày tao giờ tao vô tao biết thắng luôn cho ngu mày xin lỗi tao ơi xin lỗi chưa vậy sao mày đi đâu nữa vậy mày kết hợp với tụi nó cho tao mày xin lỗi tao mày đừng nuốt con khùng mày thằng tên với thằng lĩnh nó kêu mày nên tao mới đẩy vô nhà ông Huy á ủa mày mày bị mày nó muốn nhảy vô sân đều hết rồi mày bây giờ mày né xe nó quen kìa cái gì bây giờ tao hỏi mày mày xin lỗi tao không xin lỗi tụi gì mày kết hợp với thằng tên cho tao mày chấp nhận đậu xe clip đó mày cho anh tao mày lụm cái 200 mày tao vô tao nói ăn thắng mày điên mày mày có nhận không né cho mày hả đúng không mày chung phe với ai chung phe với thằng tên lái xe clip đậu đều mày chung phe với thằng tên lái xe clip đậu đều rồi mày chấp nhận đậu đỡ mày cho tao luôn mấy sao nó khôn dữ vậy rồi rồi nó có cho mày đồng nào không 200 mày được chơi tao đừng quên tao với anh có mi mày với nó với lệnh với mi ké với ông Huy chào tao gặp nhau hồi nào không biết nữa không biết nữa giờ mày có ai không tao vô tao nói nghe gặp nè là gặp trước khi tao vô là chung phe